Như vậy là Manchester City đã kết thúc chuyến du đấu Việt Nam trong một sự kiện mà đã gây chia rẽ trong lòng dư luận. Có những người thì cho rằng với bóng đá Việt Nam mời được một câu lạc bộ siêu khủng như Manchester City sẽ giúp chúng ta cải thiện hình ảnh trên trường quốc tế. Một số người thì cho rằng đây chỉ là thương vụ chữa cháy và chỉ PR cho SHB. Và ngày hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ một số cái quan điểm của mình về cái chuyến du đấu của Manchester City và bật mí một số bí mật liên quan đến những đội bóng mà các bạn yêu thích. Và chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog Minh Hải, đặc biệt quay tại Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Suốt thời gian qua thì tôi nghe rất nhiều lời giải biểu về Manchester City. Đơn giản bởi những người nói ra những câu như thế là fan của MU, của Barca, Bayer và của Real. Nhưng phải nhấn mạnh với nhau một điều là thực sự chúng ta phải rất may mắn mới có thể mời được Manchester City. Và cũng đơn giản là bởi vì Indo họ đã bỏ cuộc và SHB đã có mối quan hệ với câu lạc bộ này rồi thì chúng ta mới có cơ hội đó. Cái thứ hai là giá 1 triệu bảng là một cái giá phải nói là quá mềm. Bởi vì lẽ ra bình thường ra thì cái giá nó phải tăng gấp 3 lần như thế. Và quan trọng hơn là không phải là 35 tỷ mà báo chí đã nói, mà thực ra là SHB đã phải bỏ ra đến tận 70 tỷ cho cả một cái chuyến du đấu của Manchester City. Thật là quá phét lác khi người ta nói rằng là bầu hiển chỉ mất có 15 phút để mời Manchester City. Vì nói như thế thì giống như chúng ta úp một cái bát mì ăn liền và ăn rất là nhanh. Nhưng thực tế ra thì bầu hiển đã chuẩn bị trong suốt một cái thời gian dài. Và khi ông ký hợp đồng để có thể trở thành đối tác của Manchester City thì ông đã nghĩ rồi một ngày nào đó nửa xanh thành Manchester sẽ sang Việt Nam thi đấu. Có nhiều bạn nói rằng là cái khoản tiền mà để mời Man City sang Việt Nam thì thà rằng chúng ta đầu tư cho bóng đá trẻ hoặc chúng ta cứu đói cho bóng đá nữ. Nói như thế là chúng ta không hiểu về nguyên tắc tài chính của các tập đoàn. Cái khoản tiền mà mời Man City sang Việt Nam nó được trích ra từ chi phí quảng cáo, marketing và đặc biệt là làm PR cho tập đoàn. Và nếu như người ta không mời Man City sang thì khoản tiền đó người ta cũng không đầu tư cho bóng đá trẻ hoặc là cứu đói cho bóng đá nữ. Cho nên là khi mà người ta mời Man City sang, tức là cái chiến lược PR của người ta gắn với bóng đá. Và nếu như kế hoạch này thành công thì nó có thể là một gợi ý tuyệt vời cho các tập đoàn khác có thể là cùng nhau hợp tác để mời những đội bóng lớn hơn. Trong sự kiện này thì tôi thấy là tất cả các bên đều có lợi. Người có lợi đầu tiên chính là nhà tài trợ khi họ được gắn mình với một thương hiệu lớn và bậc nhất của bóng đá thế giới. Và quan trọng hơn là nó có thể tạo ra ý tưởng để cho tất cả các nhà tài trợ có thể bắt tay nhau trong một thương vụ lớn hơn. Có thể là mời MU, Bayer, Real hoặc thậm chí là Barca. Và cái lợi ích thứ hai là tác động lên chính các cầu thủ. Với những cầu thủ lớn tuổi thì đó là một sự tri ân. Với những cầu thủ trẻ đó là niềm cảm hứng, là động lực. Và quan trọng nhất cái lợi ích mang lại cho chúng ta sau cái sự kiện là Juventus, Old Vic Brazil, Arsenal và bây giờ là Man City thì có thể nói là cái thương hiệu của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế phải nói là được cải thiện đáng kể và họ chính là những người mà đã kết nối, đã tạo ra một cái cây cầu với bóng đá Việt Nam và bóng đá thế giới. Còn một cái mà được nói suốt trong những ngày qua đó là câu chuyện về những tấm vé. Quả thật đây là những tấm vé đắt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng rõ ràng Man City cũng là đội bóng mạnh nhất đã từng đến với bóng đá Việt Nam. Và đến lúc chúng ta phải nói một câu chuyện rất công bằng với nhau là nếu như bạn ăn một món ngon, bạn phải trả nhiều tiền hơn. Điều đó là điều rất công bằng. Và cái điều này nó cũng đúng với truyền hình. Thậm chí là chúng tôi đi công tác nước ngoài thì chúng tôi phải trả tiền theo từng số phút để mình xem. Ví dụ như bạn xem trận đấu đến phút 60 thì bạn chỉ trả đến 60 phút thôi. Và nếu bạn xem cả trận đấu thì bạn trả cho cả trận đấu. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải biết chấp nhận. Nếu chúng ta muốn xem một trận đấu hay của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chúng ta phải trả một khoản tiền chưa bao giờ có trong lịch sử. Tôi biết là ở Việt Nam, người ta yêu MU, người ta yêu Barca, yêu Real và Bayer nhiều hơn là yêu Man City. Và thú thật thì tôi cũng không phải là cổ động viên của Man City. Tuy nhiên Man City sang Việt Nam là để phục vụ những người yêu mến họ. Và các cổ động viên yêu mến Man City thì cũng giống như chúng ta dành tình cảm cho những thần tượng của mình như Wayne Rooney, White Schweinsteiger, Messi và thậm chí là cả Ronaldo nữa. Cái điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta đừng bao giờ bôi nhọ tình yêu của người khác. Và hôm vừa rồi lên trên sân bay Nội Bài để đón Man City thì cá nhân tôi cảm thấy là vô cùng bất ngờ khi gặp một đôi vợ chồng trẻ. Họ đã quen nhau, yêu nhau và lấy nhau nhờ cái chất kết dính chính là Man City. Và họ đã hủy cái chuyến tuần trăng mật của mình ở Thái Lan để ra ngoài Hà Nội cổ vũ và gặp gỡ các thần tượng của mình. Và họ cho rằng đó là chuyến đi của tình yêu, một chuyến đi đầy hạnh phúc. Thú thật là có những lúc tôi không thể nào tôi hiểu nổi tại sao mà có những cổ động viên người ta luôn luôn dè bỉu và hạ thấp cái tình yêu mà các cổ động viên dành cho Man City. Ví dụ như là họ đưa ra một cái phong trào là mặc áo của MU để đến những buổi họp báo của MC, hoặc là mặc áo của MU để đi cổ vũ MC thi đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam,
hoặc mới đây là họ tận dụng một hình ảnh của một người tự xưng mình là Running Man phiên bản fake. Anh ta nói rằng anh ta yêu nửa xanh thành Manchester nhưng trên người lại mặc áo của Bayern Munich, và quan trọng hơn là anh ta không thể đọc tên dù chỉ là một cầu thủ của MC. Và vô hình chung là có rất nhiều những lời giải biểu đã được tung lên trên mạng và nó làm tổn thương những người yêu của Manchester City. Và cái thông điệp của tôi ở đây là nếu các bạn không yêu thì cố gắng tôn trọng tình yêu của những người khác. Ý tôi muốn nói ở đây là tất cả chúng ta hãy tôn trọng tình yêu của mình cũng như tôn trọng tình yêu của người khác, để làm sao cái chuyến du đấu của Manchester City nó thành công một cách viên mãn, cả trên phương diện tổ chức lẫn là một cái đại sứ hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế, để những người của Man City người ta đi khắp thế giới, người ta nói tốt về bóng đá Việt Nam và đặc biệt là những cổ động viên như chúng ta. Chúng ta phải khẳng định lại với nhau rằng mời những đội bóng hàng đầu thế giới sang Việt Nam chưa bao giờ là một nhiệm vụ đơn giản, và nó khó hơn rất nhiều nếu đấy là những đại gia của giải Hoàng Anh. Trong suốt 20 năm qua thì cứ mỗi một mùa hè đến, chúng ta lại đặt ra những mục tiêu là mời MU, mời Barca, mời Real sang Việt Nam. Nhưng ngay cả trong giai đoạn cực thịnh của tài chính, ngay cả trong cái giai đoạn mà các ông bầu đoàn kết nhất thì cả ba ông lớn này đều lắc đầu. Có một lý do mà khiến cho rất nhiều những đội bóng lớn chưa chọn Việt Nam là điểm đến, bởi vì chúng ta chưa có trong tay những nhân vật đủ quyền lực để có thể làm được điều này. Trong khi đó thì Malaysia, Thái Lan và Singapore thì lại cực kỳ xuất sắc bởi họ sở hữu những nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng. Ví dụ như là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan là ông Urawi, có chân trong tiểu ban kỹ thuật của FIFA và cũng là bạn thân của rất nhiều những nhân vật quyền lực của bóng đá thế giới. Hay như ông Jun Ji Long, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Singapore thì hiện nay đang là phó chủ tịch của Liên đoàn bóng đá châu Á. Và tất cả chúng ta thì đều biết Malaysia là quốc gia mà Liên đoàn bóng đá châu Á đặt trụ sở, và họ cũng là đất nước có nhiều những nhân vật quyền lực nhất trong thế giới bóng đá. Nhà tài trợ có một cái vai trò rất lớn, thậm chí người ta can thiệp vào cực sâu vào cái kế hoạch của những tour du đấu mùa hè. Và khi mà các nhà tài trợ khi mà chuẩn bị ấy, thì họ luôn luôn chọn những cái thị trường tiềm năng hoặc là những thị trường truyền thống. Trong khi đó ở thị trường Việt Nam của chúng ta, mặc dù số lượng cổ động viên rất là đông nhưng cái tỷ suất bán áo là rất thấp, bởi vì là các cổ động viên của chúng ta đa số là dùng hàng fake, dùng hàng nhái, và cái điều này làm cho chúng ta đánh mất vị thế trong cái sự ưu tiên của nhà tài trợ. Và bên cạnh những cái câu chuyện liên quan đến nhà tài trợ thì một trong số những cái điều mà người ta quan tâm nhất chính là cái khả năng đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất, ví dụ như là cái mặt sân như thế này. Và cách đây mấy hôm thì các tiểu ban kỹ thuật của Manchester City đã sang Việt Nam và họ nằm ngay ở sân Mỹ Đình để có thể thị sát toàn bộ những cái công việc chuẩn bị cho trận đấu. Và có một điều đặc biệt là họ đã có những cái yêu cầu mà có lẽ là bóng đá Việt Nam của chúng ta mới nghe được lần đầu tiên. Kể từ ngày 17 tháng 6, tức là cái thời điểm mà SHB ký hợp đồng với Manchester City để sang Việt Nam, thì họ đã cử rất nhiều những đoàn công tác sang Việt Nam và có những yêu cầu đặc biệt. Thậm chí là họ yêu cầu từng chai nước xem phải đóng như thế nào và mỗi cầu thủ thì có bao nhiêu chai nước. Tóm lại là cái chuyến đi của Manchester City này, người ta đưa ra rất là nhiều những yêu cầu, rất nhiều những cái khuôn vàng thước ngọc mà đôi khi tiền bạc cũng không thể nào mua được. 20 năm sau khi chúng ta mời thành công Juventus, thì bây giờ chúng ta có thể tổng hợp được 3 yếu tố quan trọng nhất để mời những đội bóng lớn sang Việt Nam. Đó là tiền bạc, đó là mối quan hệ và đó là vị thế của chính chúng ta. Và khi các đại gia đã bắt tay nhau trong một thương vụ lớn thì chúng ta có đủ tiền bạc để mời những đội bóng lớn nhất với những ngôi sao sáng nhất sang Việt Nam. Và quan trọng hơn cả là với một khoản tiền đầu tư rất lớn của các đại gia thì tiền vé sẽ bị giảm xuống. Đây chính là điều mà Thái Lan đã làm rất tốt. Một cái vé vào cửa để xem MU thi đấu ở Thái Lan thì chỉ có giá 400.000 chứ không phải 1.800.000 như ở Việt Nam để xem một trận của Man City. Thú thật với quý vị là tiền bạc thì rất quan trọng, nhưng nếu không có mối quan hệ thì tiền bạc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta có thể chứng minh được 3 thương vụ lớn nhất của chúng ta không liên quan nhiều lắm đến tiền bạc. Ví dụ như là không có MPN Silva, chúng ta sẽ không có Olympic Brazil thi đấu vào năm 2008. Nếu như không có Bồ Đức thì chắc hẳn là chúng ta đã không được xem Arsenal thi đấu vào năm 2013. Và đương nhiên không có Vincent Kompany, không có Bầu Hiển và SHB thì chúng ta sẽ không có Manchester City vào thời điểm này. Và đương nhiên là nếu không có những câu chuyện đó thì cũng chẳng thể có vlog của ngày hôm nay. Trong suốt những năm qua thì phải nói là cái vị thế của chúng ta đã không ngừng được bồi đắp. Bằng chứng là những cái người rất là nổi tiếng trong thế giới bóng đá đã nhận xét rất tốt về chúng ta. Tôi nhớ là trong cái buổi họp báo cuối cùng trước khi Arsenal rời Việt Nam thì tôi có hỏi huấn luyện viên Arsene Wenger rằng nếu như Sir Alex Ferguson hoặc bất cứ một cầu thủ nào đó mong muốn sang Việt Nam thi đấu và tham vấn ý kiến của ông thì ông sẽ khuyên như thế nào. Và ông Arsene Wenger đã nói rằng Việt Nam là một đất nước yên bình, bóng đá đang phát triển và đặc biệt là người hâm mộ thì vô cùng dễ thương, và đây chính là thiên đường dành cho bóng đá.
Và trong suốt những thời gian qua thì chúng ta thấy lần lượt những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới đã đến Việt Nam. Ví dụ như là Daniel De Rossi hay là huấn luyện viên Pep Guardiola và rất nhiều những cầu thủ, những danh thủ khác cũng đã đến Việt Nam và họ mang lại cho chúng ta một cái vị thế rất lớn. Và bằng chứng là trong suốt những cái ngày thi đấu của Arsenal hay là Man City thì giới truyền thông của thế giới đã nói rất nhiều về Việt Nam và vô hình chung là người ta đã mang lại những cái hình ảnh rất là tốt đẹp của chúng ta ra với thế giới. Và quan trọng hơn là Arsenal đã thành công, Man City đã thành công và đó chính là cái cầu nối của những đội bóng lớn đến với Việt Nam và đó là cái điều mà chúng ta đang cần xây dựng. Nó giống như một cái cầu để kết nối bóng đá thế giới với cái ốc đảo Việt Nam. Hôm vừa rồi trước khi đi đón Man City thì tôi có đặt một câu hỏi trên Facebook là các bạn muốn nói gì với các cầu thủ Man City, thì tôi nhận được một cái comment rất là hài hước. Câu hỏi được đặt là: anh ơi, anh hỏi các cầu thủ Manchester City dùm em là bao giờ thì các cầu thủ Manchester United sang Việt Nam. Và mấy hôm trước thì tôi cũng nghe lỏm được một câu chuyện của một đại gia và trong đó có hai từ khóa cực kỳ quan trọng, đó là MU và Barca. Vị đại gia kể trên đang xây dựng một cái kế hoạch marketing gắn với bóng đá lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam và họ vẫn đang âm thầm thực hiện điều đó. Công việc của chúng ta là chờ đợi và hy vọng. Và đến đây thì cũng xin được cảm ơn các quý vị đã xem vlog của ngày hôm nay và hy vọng rằng chúng ta sẽ được đón MU hoặc Barca trong một ngày không xa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.